nẻo dương trần. Nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ nghi lên ý chùa, hôm mi này chúng con thành tâm đội lễ nghi lên ý chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ bình Phật nghi đàn. Ôi linh thiêng phút giây bình yên, quỳ dưới nghi Phật nghi đàn. Chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp nghi, Phật pháp dạng ngời nghi soi nghi. Từ bi bác ái thì giá chân thành, cho phúc đức sinh sôi cho cuộc đời mãi 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 hơn vui. Trong tâm đó ai có lòng thành Phật độ chứng minh tâm đức Phật, Phật ở Phật nở trong tâm xóa hết nghi lỗi nghi lầm. Nhân xóa hết nghi lỗi nghi lầm, không làm ác gian, chăm lo công đức, chung sức xây đời hạnh phúc ấm no. Phật trong đời Phật chiếu, Phật chúng muôn nghi nơi.